đọc tên của tụi con. Hy vọng là tụi con cho thầy cái vinh dự đó. Và cố gắng là tuần nào mình cũng được thầy đọc tên đi mọi người. Thì đến lúc thi là thầy sẽ nhớ đến tụi con ha. Thì kiểu như là tụi con được cái vía của thầy đó mấy đứa. Khi mà tuần nào mình cũng loi coi livestream và khi nào mà mình cũng được thầy nhớ đến tên của tụi con. Xin chào Phạm Hà Anh. Xin chào bác Anh luôn. Xin chào tụi con ha. Mình hãy share cái livestream này về để mà cho các bạn của chúng ta biết là livestream này đã lên sóng, để mà các bạn nhớ và các bạn bơi vô, các bạn coi 20 câu từ vựng đỉnh cao thì mới được. Xin chào bạn Đạt Lương. Xin chào bạn Nguyễn Thị Trúc Lành. À, bạn Nguyễn Thị Trúc Lành là một bạn đến từ lớp 12K6 tụi con ơi. Hôm nay thầy rất là bất ngờ khi mà có sự hiện diện của bạn Lành ha. Như vậy là các anh chị 2K4 phải về chừng. Biết đâu chừng là cái bạn Lành. Bé Lành à, thì bé Lành đúng hơn mình đó mọi người. Quá trời tuyệt vời luôn. Rồi, bạn Đinh Gia Huy đến từ lớp của cô Chăm và chị Bập Bông. Ok. Bạn Nguyễn Phúc Hậu ha con ha. Rồi, xin chào con nhé. Xin chào bạn Nguyễn Quỳnh Tuyết Mai. Xin chào tụi con ha. Đó, mình hãy comment họ và tên cơ sở, tên giáo viên để mà chúng ta được thầy gọi tên mọi người. Hãy cố gắng là tuần nào mình cũng được thầy gọi tên là mình lụm chắc luôn, chắc chắn luôn. Rồi, xin chào bạn Huỳnh Thanh Thảo. Dạo gần đây là bạn Huỳnh Thanh Thảo có những cái chia sẻ rất là tình cảm, rất là hay và rất là chín chắn trưởng thành trên Facebook. Thầy có thấy những cái chia sẻ đó của con ha. Thầy rất là vui khi mà con có những cái dòng trạng thái đó. Rồi, thầy xin được chào bạn Đàm Bảo Trân. Đàm Bảo Trân hình như con là học sinh mới đúng không? Đó giờ là thầy chưa thấy con xuất hiện trong cái livestream này. Rồi, xin chào bạn Nguyễn Quỳnh Tuyết Mai con nhé. Rồi, hello Thanh Vi ha. Thầy mới vừa gặp Thanh Vi trong lớp NQH quận 10 tụi con ơi. Xin chào Minh Châu nè. Rồi, xin chào Cao Nguyễn Hà Ni. Và con là thuộc lớp của cô Ngọc và chị Linh Shizuka. Con biết tại sao gọi là chị Linh Shizuka nữa ta. Rồi, xin chào Viết Khánh ha. Thầy cũng xin được chúc mừng Viết Khánh là có mặt trong top Võ Lâm NQH Đại Chiến. Những cái cao thủ đình đám của Võ Lâm NQH Đại Chiến. Như vậy tụi con biết đó là mỗi một tháng một lần là NQH sẽ tổ chức một cái kỳ kiểm tra định kỳ được gọi là Võ Lâm NQH Đại Chiến. Và những cái bạn nào mà điểm cao thứ nhất, cao thứ nhì và con thứ ba của từng khối sẽ được trao thưởng. Và chúng ta có bạn Viết Khánh, thầy nhớ là bạn thuộc top 3 của khối D. Hy vọng là thầy nhớ đúng. Xin chào Minh Thư ha. Hồi nãy là có gặp Minh Thư. Minh Thư là vợ của Liên Minh Hồ đó mấy đứa. Xin chào bạn Võ Lâm Bảo Ngọc nè. Hello bạn Kim Nhung nha con nha. Rồi, xin chào bạn Phương Thảo ha. Bạn Phương Thảo là một trong những người bạn rất là năng động, năng nổ và có rất là nhiều những cái đáp án đúng dành cho những cái câu khó của thầy lúc mà thầy dạy bạn. Rồi, hello Khải Di. Xin chào Khải Di. Xin chào Lương Ngọc Đạt. Và chúng ta hãy mau chóng tag bạn của mình vào để mà chúng ta cùng bắt đầu cái livestream này mọi người. Và những cái livestream từ tập 8 cho đi nó chỉ có 20 câu thôi. Và sở dĩ là như thế là bởi vì thầy biết tụi con đã học cả ngày online trên trường. Thì để mà giúp cho tụi con không có quá mệt, giúp cho tụi con tiết kiệm được năng lượng, thời gian, thì thôi, mình xử lý 20 câu thôi cũng được mọi người. Mặc dù là 20 câu nhưng mà nó vẫn chất lượng con ha. Thì chúng ta tích tiểu thành đại thôi chứ không gì hết. Và ngày hôm nay là thầy rất là vui khi mà thầy thấy tụi con có mặt cũng gần như là đầy đủ trong cái livestream này. Và như hôm qua là thầy Thông đã có nói ha, những anh chị 2K3 năm vừa rồi á, học còn dữ dội hơn tụi con nữa. Có lúc là livestream đến 12 giờ đêm là các anh chị 2K3 vẫn học. Và nhờ như thế là 2K3 mới có những cái giải thưởng, những cái thành tích vô cùng đáng nể. 50 con điểm 10 mọi người, 50 con điểm 10, gần 800 con điểm 9 cộng môn tiếng Anh. Và thầy hy vọng là tụi con sẽ bứt phá, vượt lên những cái thành tích đó của các anh chị 2K3. Rồi, và trước khi mà chúng ta bắt đầu livestream này thì thầy muốn thông báo đến mấy đứa là mấy đứa đừng quên là lớp Smart Time miễn phí dành cho những cái bạn nào đang học tại NQH môn tiếng Anh đã được mở rồi. Và lớp Smart Time này đã mở được một ngày rồi, thì chủ nhật tuần này là thầy dạy tiếp các bạn Smart Time Unit 1. Thì bạn nào có học chương trình Smart Time, đang học môn Anh tại NQH mà vẫn chưa biết đến cái lớp này, hãy nhờ các anh chị trợ giảng add mình vô cái group để mà chúng ta cùng học cái chương trình Smart Time này. Nên nhớ nó là miễn phí dành cho những các bạn nào học tiếng Anh tại NQH Tân Bình, Tân Phú, quận 10 nha con ha. Rồi, hôm bữa trước á, là cô Ngọc gặp tụi con đúng không? Và tuần này là đến lượt thầy gặp tụi con.
Thì đã 2 tuần trôi qua thầy chưa gặp tụi con cho nên thầy cũng rất là nhớ tụi con ha. Cho nên là trong buổi livestream ngày hôm nay là thầy sẽ được tặng tụi con nhiều món quà. Thì cái món quà đầu tiên là cái món quà rất là thiết thực và cần thiết đối với tụi con. Thầy có tổng cộng là 170 câu phát âm và 140 câu dấu nhấn có đáp án chi tiết. Thầy muốn gửi đến cho tụi con như là một món quà lâu ngày chưa gặp mặt. Và để mà có được món quà này, chúng ta chỉ cần share cái livestream này với chế độ công khai kèm theo cái hashtag là luyện tiếng Anh 10 điểm cùng NQH là chúng ta lụm được gần 300 câu phát âm dấu nhấn này mấy đứa. Rồi do đó thì mấy đứa hãy tranh thủ cái thời gian chúng ta chưa sửa bài mình share cái livestream này để mà mình nhận được cái món quà cực kỳ ý nghĩa và cực kỳ chất lượng này mọi người. Bởi vì là khi mà tụi con làm kiểm tra giữa kỳ trên lớp á, giữa kỳ học kỳ 1 á, thì cái phần phát âm sẽ là phần trọng tâm đó mấy đứa. Đặc biệt là phát âm ED, phát âm ES sẽ là phần có trong cái đợt kiểm tra giữa học kỳ 1 này chắc chắn luôn. Đó, thì tụi con hãy chộp lấy món quà này để mà luyện phát âm cho nó tốt tụi con ha. Rồi, xin chào bạn Hồng Vân nè, xin chào bạn Ngọc Linh nè. Và xin được chào rất là nhiều những bạn khác đến từ NQH Tân Bình, Tân Phú, quận 10 và quận 6. Rất là vui khi mà tụi con có đông đảo thế này. Một cái sự máu lửa, một cái sự quyết tâm đầu đại học. Rồi, hãy chừa cho tụi con thêm tầm cỡ 30 giây nữa để mà tụi con share cái livestream này để mà nhận được cái món quà cực chất ở trên màn hình mới được. Thì đây là món quà đầu tiên gửi đến mấy đứa sau bao nhiêu ngày xa cách mọi người. Xin chào Bảo Lê nghe, xin chào Đức Lương luôn ha. Rồi, xin chào tụi con nha, xin chào Ngọc Linh nè, Hồng Vân nè, đó rất là nhiều bạn đến từ lớp của các thầy cô. Thầy cũng xin được chào chị Nguyễn Minh Anh. Thầy sẵn xin giới thiệu luôn, chị Nguyễn Minh Anh là học sinh của thầy và của thầy Thông tại NQH Tân Bình. Chị Minh Anh thì là một tấm gương về sự chăm chỉ mọi người, về cái sự vươn lên của con ha, và về cái sự tích cực. Thế mà dạy chị Minh Anh là thầy luôn luôn cảm thấy an tâm, luôn luôn cảm thấy tích cực ha. Và ngày hôm nay là chị Minh Anh đã gia nhập vào NQH với vai trò là một người trợ giảng trong môn toán để mà giúp lại các bạn 2K4, 2K5, 2K6 về NQH, giúp lại thế hệ sau này về NQH. Rồi, tụi con hãy share livestream này để mà nhận được cái món quà cực chất trên màn hình ha. Và ngoài cái món quà này thì cũng có một món quà khác nữa muốn dành tặng cho các bạn chưa từng học tại NQH. Đó chính là một voucher giảm giá thêm 100 ngàn đối với các bạn 2K4 chưa học môn Anh tại NQH. Thì tụi con chỉ cần chụp màn hình buổi livestream này, inbox trực tiếp cho cái page của chúng ta đang livestream trong cái khung giờ vàng là từ 9 giờ rưỡi cho đến 10 giờ rưỡi tối nay, cộng thêm là thanh toán trong vòng 24 tiếng đồng hồ để mà tụi con được giảm thêm 100k học phí. Nói chung là nếu mà tụi con làm những cái bước trên màn hình thì học phí của tụi con trong môn tiếng Anh trong tháng 9 này là 200 ngàn mọi người, 200 ngàn mọi người. Thì đây là cái ưu đãi cuối cùng của chương trình ưu đãi của tháng 9 này rồi đó. Thì đây là ưu đãi cuối cùng luôn. À, sau cái livestream này là sẽ không có bất kỳ cái ưu đãi nào tụi con ơi. Đây là ưu đãi cuối cùng dành cho môn tiếng Anh. Và nếu như mà tụi con, những người đã học tại NQH, biết cái bạn nào mà đang tìm một chỗ học thêm môn tiếng Anh, và biết cái bạn nào là cũng cũng muốn học tại NQH, thì tụi con hãy tag bạn đó vô cái livestream này, share cái livestream này về với bạn đó, truyền thông cho bạn đó biết về chương trình ưu đãi này để mà tặng một cái món quà cho bạn đó mới được. Ok ha. À. Rồi, thì đây là cái ưu đãi dành cho những bạn nào mà chưa bao giờ học môn Anh tại NQH. Chụp màn hình, inbox về bay, rồi thanh toán trong vòng 24 tiếng đồng hồ để mà có mức học phí là 200 ngàn trong tháng 9 này. Và đối với những bạn nào mà đang học tại NQH, hãy share cho những bạn chưa học như là một cái món quà đầu năm gửi đến họ, như là một cái lời chúc dành cho cái con đường học tập của họ. Rồi. Và bây giờ thì thầy cũng xin được bắt đầu cái buổi livestream ngày hôm nay của thầy tụi con ha. Thầy rất là mong sẽ nhận được những cái comment đáp án của tụi con. Chúng ta bắt đầu với lại câu số 1 là một câu mà tụi con đã học rất là kỹ trong lý thuyết Unit 4 vừa rồi. Chúng ta cần chọn một cái trạng từ đi chung với lại động từ refuse mấy đời. Shark food refuse to invest in the project due to its impracticality. Sát Phú đã từ chối đầu tư vào cái dự án này là bởi vì cái dự án này nó mang tính chất là không có được thực tế cho lắm. Thì mình có cái danh từ là impracticality. Danh từ này mình dịch là tính không thực tế.
Như vậy trạng từ nào mà tụi con đã học qua rồi mà nó có nghĩa là một cách dứt khoát? Rồi đáp án là gì? Xin mời tụi con comment cho tụi con ha. Như vậy sáng phú đã từ chối dứt khoát. Đáp án chọn luôn giùm thầy là câu B, categorically. Đó, mấy đứa nhớ luôn giùm thầy là cái chữ này là trạng từ của chữ category. Thì category ở dạng danh từ mình dịch là hạng, là loại. Tuy nhiên khi mà chuyển qua trạng từ mình dịch là một cách dứt khoát, và nó thường đi chung với những cái động từ như là reject nè, phản bác nè, deny nè, phủ nhận nè, hoặc là state nè, là nói nè mọi người. Đó. Và những bạn nào học tại NQH Tân Bình, Tân Phú, quận 10 thì chắc chắn cũng biết cái video clip này đúng không? Thì trong cái video clip này là hai nhân vật chính họ nói chào tạm biệt nhau một cách là dứt khoát rõ ràng. Chúng ta hãy bỏ qua những cái vụ lùm xùm về drama để chúng ta xem vào cái video clip này mấy đứa nha. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Ok, đó. Rất là dứt khoát mọi người. Thì mình cũng vậy nha mọi người. Khi chia tay là chúng ta phải chia tay một cách dứt khoát, không có nhây nha mọi người. Mình hãy hỏi cô Ngọc thì cô Ngọc sẽ cung cấp thêm cho mấy đứa về những cái tip chia tay mấy đứa ơi. Rồi, trong câu A thì mình có chữ là analytically. Thì analytically mình dịch là theo cách phân tích hoặc là theo số liệu mới được. Theo cách phân tích hoặc là theo số liệu. Thì nó sẽ đi chung với những cái động từ như là think, suy nghĩ một cách theo số liệu, một cách đầy phân tích, hoặc là solve, là giải quyết vấn đề một cách theo số liệu, một cách có phân tích mới được rồi. Ổn ha. Rồi, chúng ta có cái câu C là systematically, cũng là một cái từ quen thuộc trong Unit 4. Hàng này mình dịch là một cách có hệ thống, systematically. Ổn nghe con ha. Và mình có cái câu D, mình có chữ là methodical. Thì methodical, nó là cái tính từ của chữ method. À, ở đây là trạng từ chứ con. Methodically. Methodically thì mình dịch là một cách có phương pháp, một cách cẩn trọng mới được. Một cách có phương pháp, một cách cẩn trọng. Như vậy chúng ta chốt kèo, chọn câu B, categorically. Ổn ha. Và bạn nào xem livestream thì chúng ta yên tâm, chúng ta vẫn sẽ ghi kịp bài. Hãy nhìn vào cái comment của chị Hồng Anh. Thì chị Hồng Anh là trợ giảng của thầy tại NQH Tân Bình. Chị Hồng Anh sẽ giúp tụi con theo kịp bài bằng cách là comment những cái kiến thức của những cái câu trước đó. Rồi hôm nay mình sẽ sửa hơi bị ngược tí xíu ha. Mình bay vô là mình sửa câu số 11 chứ mình không có sửa câu số 1. Bởi vì từ câu 11 đến câu số 20 nó khó hơn là từ câu 1 đến câu số 10. Và thầy muốn tụi con là dành năng lượng cho những câu khó trước cái đã. Từ 10 đến từ 1 đến 10 nó dễ lắm mấy đứa. Cho nên là lúc mà mấy đứa đến được câu 20 á thì livestream nó vẫn còn nha mọi người, đừng bỏ chạy nha mọi người. Số 2 chúng ta cần một cái tính từ đi chung với danh từ measures. Measures should always be taken when you read news on the internet these days. Thì đây cũng chính là lời khuyên của thầy dành cho tụi con. Những biện pháp như thế nào đó nên được thực hiện khi mà mấy đứa đọc tin tức trên mạng vào những ngày này. Thầy biết là vào những ngày này là có rất là nhiều cái drama, có rất là nhiều những thông tin trái chiều, và tụi con nên có những cái biện pháp mang tính phòng ngừa khi mà tụi con đọc những cái tin tức ở trên mạng. Rồi chúng ta cần chọn luôn giùm thầy một cái tính từ mà mình dịch là mang tính phòng ngừa mấy đứa ơi. Đáp án là gì xin mời chúng ta comment luôn. Ok, biện pháp mang tính phòng ngừa là câu C, giỏi, precautionary, mang tính phòng ngừa. Thầy xin được chúc mừng bạn Linh nè, Mỹ Linh nè, Nhi nè, Đạt Lương nè, Nguyễn Châu nè. Tụi con chốt kèo quá đúng. Ổn nha tụi con ha. Precautionary measures, những biện pháp mang tính phòng ngừa. Câu A thì mình có cái tính từ là prescriptive. Prescriptive mình dịch là mang tính hướng dẫn, mang tính ra lệnh. Thì câu A là cái tính từ của động từ prescribe con ơi. Thì prescribe mình dịch là kê đơn. Kê đơn mấy đứa nha. Kê đơn ha. Đây để thầy bình luận cho tụi con nha. Ví dụ như là mình bị bệnh, mình ra bác sĩ thì bác sĩ sẽ prescribe cho mình sau khi khám cho mình xong. Câu B mình có cái tính từ là corrective. Thì đây là cái tính từ của chữ correct. Corrective mình dịch là mang tính cải tạo, mang tính chỉnh sửa. Nó sẽ đi chung với những danh từ như là action, những cái hành động mang tính cải tạo, mang tính chỉnh sửa. Hoặc là measures, những cái biện pháp mang tính cải tạo, mang tính chỉnh sửa. Nói chung câu B á, nó thường dành cho cái ngữ cảnh kiểu như là mình vô những cái nhà tù, hoặc là mình vô những cái trại huấn luyện về đạo đức đồ cái kiểu á, thì mình sẽ gặp câu B nhiều hơn. Và câu D là cái đáp án 7 mấy đứa ơi. Preventable
Thì preventable mình dịch là có thể ngăn chặn được. Đáp án 7 mấy đứa ha. Còn nếu mà mấy đứa muốn chọn câu B thì mấy đứa nên dùng cái tính từ là preventative. Preventative mình dịch là mang tính phòng ngừa. À, thì nó mới ổn mấy đứa. Mang tính phòng ngừa thì nó mới ok. Thôi, thì đây là một cái câu kiểm tra những cái tính từ cực kỳ chất lượng. Đáp án chọn câu C. Ok ha. Đó, chúng ta đáp án câu số 13 chúng ta qua luôn mấy đứa. Thì số 13 mấy đứa chọn đáp án là gì? Xin mời tụi con comment. Rồi, ở đây thì thấy có bạn Trúc Vi đã tham gia buổi livestream. À, và rất là nhiều bạn khác cũng đã tham gia buổi livestream, bạn Bình Như nè. Rồi ha, bạn Quang Huy, Anh Thư, nói chung là rất là vui khi mà tụi con có mặt hôm nay và chào mừng tụi con đến với livestream này. Rồi, chúng ta ngó lên màn hình mấy đứa. Trước khi qua câu số 13 thì thầy muốn liệt kê cho tụi con thêm một vài những cái cụm từ nữa. Sau này nó có ích cho tụi con khi mà tụi con thi IELTS Writing. Trong bài thi IELTS Writing chúng ta sẽ thường gặp những cái dạng đề mà yêu cầu chúng ta đưa ra biện pháp, đúng không con? Mình có dạng đề là vấn đề, nguyên nhân, kết quả, biện pháp. Thì để mà thể hiện được cái cụm từ là thực hiện biện pháp đó mấy đứa, là mấy đứa hãy dùng cái cụm từ là take measures, take action, take steps. Thì đây là những cái cụm từ mà lớp dịch là thực hiện biện pháp. Và điều đặc biệt trong cái cụm từ này là cái chữ action nó không thêm S nha tụi con. Trong khi đó measures và steps nó sẽ thêm S để mà thể hiện số nhiều mọi người. Ổn ha, thì biết chắc là sau này tụi con thi IELTS cỡ nào tụi con gặp lại. Rồi số 13 nhiều bạn cho rằng đáp án là câu C. Nó luôn, the book received negative reviews because not many readers could with the main characters. Quyển sách này nhận được những cái lời bình luận tiêu cực, những cái lời đánh giá tiêu cực là bởi vì không có nhiều độc giả có thể cảm thông được với nhân vật chính. Chúng ta cần một cái động từ nó cộng cho với từ with mà nhìn mình dịch là cảm thông. Đáp án C là đáp án quá hoàn hảo. Identify with. Bình thường thì identify nó dịch là xác nhận, tụi con xác định, xác nhận. Nhưng mà khi mà nó thêm với từ with vô, nó dịch là cảm thông. Và nó bằng với lại cái chữ là sympathize with, cảm thông. Thôi, quá tuyệt vời nha con ha. Trong khi đó thì câu A mình có chữ specify. Specify mình dịch là nêu rõ, chỉ rõ. Specify. Clarify. Clarify ở câu B thì nghĩ là tụi con đoán được. Thì clarify mình dịch là làm rõ. Và nó là cái động từ có tính từ clear. Clear là rõ ràng, sạch, đúng không? Clarify là làm rõ. Ví dụ như là mình có thắc mắc nào trong quá trình mình coi livestream, hãy comment và thầy sẽ cố gắng clarify cái thắc mắc đó của tụi con. Ok ha. Chúng ta có câu D là một cái từ mà mình đã học trong unit 4 rồi mấy đứa. Typify. Typify mình dịch là điển hình của hoặc là tượng trưng cho. Ví dụ như là tóc đen nè, da vàng nè, typify người dân châu Á. Ví dụ như thế mọi người ha. Hoặc là da trắng rồi mắt xanh nè, typify những cái người bên châu Âu, ví dụ như vậy đó, ổn ha. Hoặc là sự chăm chỉ nè, sự nỗ lực nè, sự kiên trì nè, typify những bạn thành công trong đề thi đại học, trong kỳ thi đại học. À, được nha con ha. Hy vọng là gần 70 bạn sẽ cùng với thầy đến hết cái livestream này mới được. 14 là câu rất căng, cực căng luôn. Rồi chúng ta đáp án chọn là gì? Chúng ta chọn được giùm thầy. He is an outspoken critic of the repressive methods by the country's government. Anh ta là một cái người chỉ trích thẳng thắn về những cái biện pháp mang tính đàn áp được thực hiện bởi chính phủ của đất nước này. Trên màn hình đều là những động từ quen thuộc, do đó câu này là câu từ quen nghĩa lạ. Thì chúng ta cần một cái động từ mà mình dịch là thực hiện biện pháp đó con. Ok, con ơi, đáp án là gì? Như vậy bác anh là chúng ta chọn câu C ha. Trân Châu là chúng ta chọn câu B, Mỹ Linh là câu C. Rồi, hãy cần thêm đáp án cho tụi con nữa để hãy coi coi là tụi con chọn gì. Rồi, chúng ta cần một cái động từ cộng cho chữ method mà mình dịch là thực hiện mới được. Ok, đáp án là câu C tụi con nha. Exercise, chọn C ha. Là con chọn nhầm đáp án sai rồi. B mày đúng mày đúng rồi. Bình thường cái chữ employ mình dịch là thuê mướn, thì nó là dành cho người, mình dịch là thuê mướn. Employ mà dành cho vật á, mình dịch là sử dụng. Thì đây là từ quen nghĩa lạ và câu này nó cực khó. Được ha. Thì đôi khi là đề thi đại học người ta chỉ cho đơn giản như thế thôi, cho những từ rất là quen thuộc nhưng mà cái nghĩa của nó hơi bị lạ mọi người.
Và chữ employ này nó chuyên đi chung với những danh từ như là employ technique, sử dụng những cái kỹ thuật, employ strategy, sử dụng những cái chiến thuật, hay là tactic cũng là chiến thuật mà được. Thì đây là những danh từ kinh điển của chữ employ. Conduct, conduct là thực hiện ha, và conduct nó sẽ bằng cái chữ carry out. Như vậy là bình thường là tụi con thực hiện được cái gì? Bình thường là tụi con conduct được thí nghiệm nè, experiment. Bình thường là tụi con conduct được inquiry, inquiry là câu hỏi, bản câu hỏi mới được. Investigation là sự điều tra, và interview là phỏng vấn mới được. Thì đó là những cái danh từ mà tụi con conduct được. Và hãy biết chắc là nhiều bạn chọn exercise bởi vì những bạn đó biết một nghĩa của chữ exercise ngoài cái nghĩa là luyện tập. Thì exercise ngoài nghĩa là luyện tập nó còn gì là sử dụng. Nhưng sử dụng của exercise thì nó chỉ đi chung với những cái như là quyền lực nè, hoặc là sự điều khiển nè. Đó. Thì đây là những danh từ của hàng exercise. Đúng á, là nó cũng có nghĩa là sử dụng nhưng mà nó sẽ sử dụng quyền lực, sự điều khiển. Ok ha con ha. Rồi, câu này quá gắt. Và câu D cũng là một cái từ mà mấy đứa cần lưu ý. Practice. Thường là tụi con dịch là luyện tập đúng không? Thì ngoài nghĩa là luyện tập nó còn dịch là làm hoặc là thực hiện nữa con. Đặc biệt khi mà nó đi chung là luật hoặc là một cái tôn giáo mới được. Practice law. Practice law mình dịch là làm nghề luật. Làm nghề luật, nhớ nha. Practice law. Practice religion là thực hiện những cái hoạt động tôn giáo, những cái phong tục tôn giáo mới được. Đó. Thì đây là câu thầy rất là tâm đắc. Nói chung đây là câu tốn rất là nhiều chất xám của thầy khi mà thầy ra được câu này mới được. Toàn là từ quen nghĩa lạ thôi. Thì đây là nhiệm vụ của vua từ vựng, sẽ cung cấp cho tụi con rất là nhiều từ quen nghĩa lạ để mà giúp tụi con làm đúng được những cái câu từ vận dụng cao của Bộ Giáo dục mọi người. Ok ha. Rồi, đáp án cho câu số 15 là gì? Xin mời tụi con luôn. Rồi, xin chào Thanh Xuân nha. Rất là vui khi mà được thấy Thanh Xuân ở đây ha. Rồi, 15, chốt kèo đi mấy đứa ơi. 15 là câu mà trong chương trình sách giáo khoa lớp 12 con cũng sẽ học nhưng mà ở học kỳ 2. With the support of his NQH students, Mr. Celery Can has finally taken the to start his own business. Với sự ủng hộ nhiệt tình từ học viên của mình, học sinh của mình, thì cuối cùng là nam tài tử Celery Can đã nắm thế chủ động để mà start up mày được. Như vậy là có rất là nhiều bạn ủng hộ thầy, do đó là thầy đã nắm thế chủ động thì start up luôn. Thì nắm thế chủ động là take the initiative. Chọn D là đáp án chuẩn, không cần chỉnh. Rồi chúng ta nghiên cứu câu D này mới được. Thường ấy, cái câu D mình sẽ dịch là sáng kiến. Initiative. Initiative. Nhưng mà khi mà nó đi chung với động từ take thì nó lại dịch là nắm thế chủ động mà được. Take initiative. Và đây là những cái ngành nghề mà thầy định start up trong cái mùa dịch rất là ế ẩm này mày được. À mày được ngó hả? À, ví dụ như là ngành này mọi người. Mọi người thấy nó hợp không mọi người? Hợp không mọi người? Hợp để mà thầy start up không mày được. Ok ha. Nếu mà không hợp thì chúng ta tham khảo ha. Thầy cũng định start up cái ngành này nữa hả mọi người? À. Dữ dội ha mọi người. Chà, mấy đứa thấy là thầy nên start up cái nào được hơn? Cái trước hay cái này mày được? Có gì là mấy đứa cho thầy biết ý kiến ha. Rồi, như vậy đáp án câu số 15 là câu D. Câu A thì mình có cái danh từ là prohibition. Prohibition mình dịch là sự cấm cản, sự ngăn cấm. Prohibition. Rồi, đó là cái danh từ của động từ prohibit. Nhưng mà nhớ nghe, danh từ mình đọc là prohibition. Prohibition. Và câu B thì mình có luôn cái từ đó là quen thuộc thôi tụi con ơi. Alternative. Alternative mình dịch là sự lựa chọn thay thế. Ok ha. Câu C thì mình có cái chữ là inhibition. Thì inhibition mình dịch là sự ức chế, sự kiềm chế mới được. Sự ức chế, sự kiềm chế. Thôi, thì đây là những cái từ nó cũng hơi lạ lạ đó tụi con. Nhưng mà dần dần khi mà tụi con học tiếng Anh thì nó cũng trở nên quen thuộc thôi, chứ không gì lạ hết. Ok, ổn nha. Thì 15 xong ha. Và trước khi qua câu 15 thầy muốn nhắc lại cái phần quà của thầy dành cho những bạn nào mà chưa từng học tại NQH. Chúng ta chỉ cần làm theo cái điều kiện như sau thôi. Chụp màn hình cái buổi livestream này, inbox về page trong cái khung giờ thầy đang livestream và thanh toán trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì tụi con sẽ được giảm thêm 100 ngàn của học phí. Tụi con chỉ cần đóng 200 ngàn để mà học tháng 9 thôi mới được. Và đây là cái chương trình dành cho những bạn nào mà chưa từng học tại NQH. Do đó những bạn nào mà đang học NQH hãy thông báo đến người bạn của mình
như là một món quà tặng cho các bạn đó. Đúng ha. Và đối với những các bạn nào mà đang xem livestream này thì mình cũng có quà luôn. Hãy share cái livestream này với cái hashtag là luyện tiếng Anh 10 điểm của ManQH để mà nhận được 300 câu phát âm dấu nhấn mới được. Đây là cái phần quan trọng chắc chắn nó sẽ ra trong cái đề thi giữa kỳ lần này, đặc biệt là ESCD. Rồi, nhớ share nha mọi người, công khai nha mọi người ha. Có share là có quà mọi người ơi. Ôi, thầy Tú có tâm sự là em cũng chuẩn bị nghề bán bún đậu mắm tôm rồi thầy Khang, dịch xong thành tỷ phú. Ok, chúng ta cùng bắt tay nhau start up thôi. Mỗi người 50% ha, góp vốn vô luôn. Và hy vọng là tụi con sẽ đến cái quán bún đậu mắm tôm của thầy Tú và thầy Khang để mà thưởng thức nha. Có gì thầy Tú đặt tên cho thầy Tú nha. Rồi 16 đi mọi người. 16 là một cái câu rất là hay, cũng là từ quen nghĩa lạ, cực gắt luôn tụi con. Đáp án là gì? Comment đi mấy đứa ơi. Who one of the first televised courses for nursing education remains a mystery. Thì đầu tiên là thầy sẽ phân tích cái cụm từ này, nó hay má ơi hay luôn. Là remain a mystery. Remain a mystery nó bằng với cái cụm từ là be surrounded in mystery. Hàng này mình dịch là vẫn còn là điều bí ẩn. Vẫn còn là điều bí ẩn. Thầy lấy ví dụ như là tại sao mà thầy và thầy Tú đẹp trai, thì cái việc đó nó remain a mystery. Nó vẫn còn là điều bí ẩn. Bản thân thầy và thầy Tú không biết tại sao thầy và thầy Tú đẹp trai luôn. Quá bí ẩn mấy đứa, kiểu vậy ha. Rồi quay trở lại câu này. Câu này chúng ta cần một cái động từ mà mình dịch là đi tiên phong, hoặc là làm trước mấy đứa ơi. Đáp án của bạn Linh là D, Phương Quỳnh là D, Ngọc Võ cũng là D. Và đáp án D là đáp án đúng. Pioneer. Pioneer ở đây nó cộng trực tiếp cho tân ngữ và nó dịch là đi đầu trong việc gì đó. Pioneer something. Rồi, ai đã đi đầu trong việc là tạo ra những cái khóa học được truyền hình trực tiếp cho việc đào tạo những y tá, những bác sĩ, thì cái người mà đã đi đầu trong cái vấn đề này không ai biết cả. Nó vẫn còn là một cái bí ẩn mới được. Ý của câu này là như thế. Ổn ha? Được ha? Đối với câu A thì mình có chữ volunteer. Volunteer nó đi chung với cấu trúc là volunteer to do something, và mình dịch là tình nguyện làm việc gì đó. Ok ha. Câu B là đáp án 7 luôn con ơi. Activate. Thì activate mình dịch là kích hoạt mà được. Mình dịch là kích hoạt. Chúng ta có những cái cụm từ rất là hay, đúng với cái thời đại 4.0 như cô ha. Voice activated computers là những chiếc máy tính được kích hoạt bằng giọng nói. Hoặc là voice activated dialing là cái việc quay số điện thoại được kích hoạt bằng giọng nói. Đôi khi là con bật những cái con như là con Siri lên á, con kêu là ê gọi cho tao số này số nọ số kia là nó sẽ gọi cho con. Thì đó là voice activated dialing mày được. Được ha. Populate ở câu C cũng là một cái từ mà mình phải nhớ. Thì populate nó bằng với chữ inhabit, mình dịch là sống. Và có một cái điểm mà mấy đứa cần lưu ý đối với cái chữ populate này là cái chữ populate này nó cộng trực tiếp cho cái nơi tụi con sống, nó không cần thông qua bất kỳ cái từ nào cả. Ví dụ như là đa số các bạn mà đang xem cái livestream này là populate Ho Chi Minh City. Đa số các bạn mà đang xem cái livestream này là inhabit Ho Chi Minh City. Và Hồ Chí Minh là một cái địa điểm dịch đang diễn ra rất lớn đúng không? Cho nên là hãy ở nhà giữ gìn sức khỏe và thực hiện 5K nha tụi con. Thì cái chữ populate này khi mà tụi con thêm ed nó sẽ ra được tính từ cho tụi con. Và khi mà nó dạng tính từ thì nó sẽ đi chung với những cái trạng từ cực hay. Ví dụ như là heavily, densely populated. Thì heavily và densely populated mình dịch là có mật độ dân số cao. Đó. Thì theo tụi con là miền quê và thành phố nơi nào là nơi heavily populated hơn? Miền quê và thành phố nơi nào mà là nơi heavily populated hơn? Thì chắc chắn là thành phố rồi, mật độ dân số cao hơn. Trái nghĩa là densely ở lộn sparsely hoặc là thinly populated. Hai thằng này mình dịch là mật độ dân số thừa thớt. Có mật độ dân số thừa thớt. Rồi. Thì đó là câu số 16 ha. Rồi, chúng ta hãy cùng ngó vô cái bình luận của chị Xuân An. Thì chị Xuân An sẽ tóm tắt kiến thức của những cái câu vừa qua để mà mấy đứa theo kịp bài. 17, đáp án là gì? Thì cần ý kiến của tụi con. Đây là câu ngắn gọn xúc tích nhưng mà chết như rạ. Khả năng cao là chính phủ sẽ thay đổi phương hướng hành động của họ với một vài vấn đề chủ chốt.
Chúng ta cần một cái danh từ mà mình dịch là phương hướng hành động, và đây là câu từ quen nghĩa là. Như vậy phương hướng hành động là chữ course, chọn câu C. Bình thường á, tụi con dịch cái chữ này là khóa học nè, là sân chơi golf nè, nhưng mà trong cái trường hợp này chỉ course mình dịch là phương hướng hành động. Và cái cụm từ đầy đủ của nó sẽ là course of action. Course of action. Đúng rồi, hãy xin được chúc mừng bạn Mỹ Linh, bạn Trân Châu, bạn Đàn và Ngọc Võ những cái bình luận của tụi con qua chân sang. Và quả thực là như vậy mọi người, quả thực là thành phố, chính quyền sẽ có những cái sự thay đổi về phương hướng hành động. Trước mắt là thầy thấy có một cái tin này khá là thú vị ha con ha, là đề xuất cho học sinh tụi con ở vùng an toàn trở lại trường học. Thì thầy nghĩ đây là một cái tin vui thôi mọi người. Khi mà mình đi học offline thì sẽ chất lượng hơn ha, tụi con sẽ được tự do hơn tí. Mình sẽ chất lượng hơn, mình được giáo viên hướng dẫn tận tình trực tiếp hơn. Thì biết đâu chừng đây là cái course of action sẽ diễn ra trong những tuần sau thì sao. Nói chung thì thầy cũng chưa chắc, chúng ta cùng chờ xem đi mới được. Rồi mình có cái chữ cast. Thì cast ở câu A thường nó không dùng đứng mình đâu. Đã dùng chữ cast bắt buộc phải dùng với cái gì đó mới được. Thầy nói vậy đó tụi con. Và nói đến chữ cast thì tụi con phải học cho thầy cái cụm từ này, cast doubt on something. Thì cast doubt on something mình dịch là dấy lên sự nghi ngờ về. Dấy lên sự nghi ngờ về đó, ví dụ như là vừa qua có những cái vụ lùm xùm về sao kê vân vân, thì những cái vụ lùm xùm đó có thể là cast doubt on rất là nhiều thứ, dấy lên sự nghi ngờ rất là nhiều thứ. Nói chung là thầy trung lập nha mọi người ha, thầy không có ý kiến gì hết, thầy đang chờ kết quả cuối cùng thôi. Và nếu mà chúng ta có những cái thông tin đó thì chúng ta cũng nên là mình đừng nên cuốn vào, mình cứ đứng ngoài cuộc chơi, mình cứ trung lập cho thầy ha. Mình cứ trở thành một cái người tích cực đi tụi con, theo thầy là như thế. Pace, pace ở câu B mình dịch là tốc độ. Thì cái chữ pace nó sẽ đi chung với những cái cụm từ như sau, ví dụ như là pace of life là nhịp sống. Pace of life là nhịp sống. Rồi xin chào bạn Đỗ Vi con nhé. Đó ha. Ví dụ như là kể từ khi mà chúng ta giãn cách thì cái pace of life nó chậm hơn. Pace of life nó chậm hơn. Pace of change là sự nhịp thay đổi mới được. Pace of change là cái nhịp của thay đổi. Rồi, và bạn nào mà vô cái livestream này giữa chừng đừng lo. Tụi con vẫn có thể keep pace với các bạn xem từ đầu livestream bằng cách là con hãy nhìn vô cái comment của chị Xuân An ha. Chị Xuân An sẽ comment những cái kiến thức của những cái câu đầu mà được, để mà giúp mấy đứa keep pace with cái livestream này. Thì keep pace with mình dịch là bắt kịp với. Ok ha. Rồi, còn cái chữ race mọi người, thì race là cuộc đua. Và khi mà nhắc đến chữ race thì hãy nhớ cho thầy một cái cụm từ này mấy đứa ơi, race against time, race against the clock, cuộc đua với thời gian. Thầy lấy ví dụ là cái việc mà tụi con đậu đại học á, nó cũng là một cái race against time. Bạn nào biết tận dụng thời gian nhiều hơn, bạn đó sẽ là người về đích sớm nhất. Cho nên thầy rất là mừng khi mà tụi con biết tận dụng cái khoảng thời gian từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi thứ sáu hàng tuần để mà mình học tiếng Anh, chứ không phải là để mà mình giải trí vân vân này nọ các kiểu mới được. Và thầy rất là cảm ơn tụi con ha. Số 18, đáp án là gì? Chọn giúp thầy, chúng ta cần chọn một cái trạng từ phù hợp. Trong thời Covid, thì cái kế hoạch mở một cái cửa hàng mới của bọn họ đã bị hoãn một cách vô thời hạn luôn. Như vậy là rất là tiếc cho những bạn nào mà muốn làm ăn kinh doanh trong dịch Covid. Biết đâu chừng là chúng ta phải hủy cái kế hoạch, hoãn cái kế hoạch của mình vô thời hạn mọi người. Và cái trạng từ vô thời hạn là indefinitely. Chọn câu D, vô thời hạn. Rồi, thì đây là cái trạng từ trái nghĩa với cái trạng từ là definitely. Definitely mình dịch là một cách chắc chắn. Definitely, trái nghĩa là indefinitely, vô thời hạn. Ok nha. Câu A thì mình có cái chữ nó nhìn lai lai giống câu D á tụi con. Thì câu A mình đọc là infinitely. Infinitely mình dịch là cực kỳ hoặc là rất nhiều. Very much, extremely. Và trái nghĩa với lại câu A là finite. Lưu ý cái từ đó mình đọc là finite, mình không được đọc là finite. Finite, finite. Ổn hả con? Finite. Thì finite mình dịch là có hạn mới được, có hạn, finite. Rồi, accidentally thì accidentally mình dịch là vô tình. Và trên màn hình là những cái cụm từ rất là kinh điển với nghĩa là vô tình tụi con ơi. By chance, by mistake, by accident.
Ví dụ như là những cái bạn nào mà chưa từng học tại NQH mà có xem cái live stream này by strand, by chance, thì mình hãy chụp màn hình, inbox về Bay, và rồi mình sẽ được giảm 100.000 học phí mấy đứa cho cái tháng 9 này. Ok ha. Đó. Thì như là mấy đứa thấy là thầy cố gắng là tạo ra những cái tình huống, những cái ví dụ sát thực tế để mà chúng ta ứng dụng những cái từ mà mình mới vừa học. Thì đó là quan điểm học từ vựng của thầy. Học là phải đi đôi với hành. Chúng ta học một cái từ mới, chúng ta hãy cố gắng gán cái từ mới vô những cái sự vật hiện tượng xung quanh đang diễn ra. Thì đó là cách chúng ta học từ mới ok nhất. Câu C tụi con ơi, incidentally. Incidentally mình dịch là nhân tiện, và nó bằng với chữ by the way. By the way, nhân tiện. Ok ha, như vậy là chúc mừng bạn Nghi nè, đó, Hậu Nguyễn nè, Ngọc Võ, Mỹ Linh, Phương Linh, Nguyễn Châu, bác Anh đã chốt kèo đúng cái câu số 18, cũng như là bạn Lương luôn. Số 19 đáp án là cái gì? Rồi, xin mời tụi con. Số 19 là the crowded room was full of lights, cameras and reporters. Cái phòng đông đúc này nó có quá trời những cái ánh đèn, nó có quá trời cái camera, và nó có quá trời những cái người phóng viên như thế nào đó. Thì chúng ta cần một cái tính từ nó thường dành cho người. Ok. Như vậy nó có quá trời những cái người phóng viên. Inquisitive. Inquisitive mình dịch là tò mò. Tò mò. Nó mạnh hơn cái chữ curious. Nó mạnh hơn cái chữ curious. Và inquisitive thường nó đi chung với chữ mind. Ok, inquisitive mind là một cái tâm trí rất là tò mò, một cái đầu óc rất là tò mò mấy đứa, kiểu vậy ha. Trẻ con thường nó sẽ có một cái inquisitive mind. Ok ha. Rồi, và như thầy đã nói, khi mà mình học đến từ nào mình phải biết ứng dụng từ đó vô những cái sự kiện xung quanh mà chúng ta thấy trong đời sống. Thầy lấy ví dụ ha. Khi mà thầy xem cái video clip này, thầy nhớ đến cái chữ inquisitive. Như vậy là cái chú heo trong cái video clip này được phỏng vấn bởi một cái người phóng viên tò mò mày được. This pig was interviewed by an inquisitive reporter. Này, chúng ta cùng coi video clip mày được. Xin chào anh heo, bây giờ dịch đã giảm mạnh rồi, chắc là người ta sẽ tái đàn rồi đúng không? Tôi nghe đâu bữa trước có ông nào lên TV, ông nói hiện anh em tụi tôi ở các nơi còn khoảng 25 triệu đứa lận. Trong đó mấy chị nái là 2,7 triệu, còn mấy ông bà cụ kỵ còn hơn 100 ngàn. Người ta nói là đủ cho mấy bác nuôi heo tái đàn đó, ăn khỏi lo Tết này thiếu thịt heo nghe. Mà cho dù có thiếu chút ít người ta cũng cho nhập về, mà chắc gì ngon bằng heo Việt Nam đâu anh đâu. Cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn và hẹn gặp anh trên mâm cơm ngày Tết. Cái câu cuối cùng quá chốt sale luôn mọi người. Một cái câu chốt sale đến từ một cái anh phóng viên cực kỳ inquisitive. Hẹn gặp chú heo trong ngày Tết. Ok được con ha. Rồi mình có câu A đi mấy đứa ơi. Appreciative. Thì appreciative đi chung với cái từ of, và mình dịch là cảm kích, trân trọng. Thầy cũng như là các thầy cô khác cực kỳ appreciative of những cái thời gian, những cái công sức mà tụi con bỏ ra khi mà tụi con xem những cái livestream này mọi người. Rồi, và chữ appreciative nó sẽ có một cái tính từ anh em sinh đôi với nó là cái tính từ appreciable. Appreciable mình dịch là đáng kể tụi con. Và thầy dám cá với tụi con luôn, khi mà tụi con đã dành thời gian công sức xem cái livestream này hàng tuần, thì cái kết quả đậu đại học của tụi con sẽ cực kỳ appreciable, sẽ cực kỳ nhiều đáng kể, sẽ cực kỳ vô cùng. Ở thì đó là cái cách mà chúng ta học tiếng Anh đó mọi người, hãy ứng dụng nó vào cái đời sống thực tế đi tụi con. Compulsive là một tính từ quá quen với các bạn học tại NQH, bởi vì các bạn đã học cái từ này trong unit 4. Hàng này mình gọi là nghiện. Chúng ta sẽ có những cái hành động đi chung với nó, ví dụ như là compulsive eating, nghiện ăn, compulsive drinking, nghiện uống. Và thường là nghiện uống ở đây là uống bia, uống rượu á con. Và đến ngày lễ Tết chúng ta xuất hiện compulsive gambling, nghiện đánh bài. Được ha. Và hiện tại đang có một cái nỗi nghiện là nghiện đi học mọi người, đúng không? Chúng ta đã mong chờ một cái ngày đi học offline rồi mọi người, đúng không con ha? Còn câu D, impulsive. Impulsive nó nhìn khá là giống như câu C nhưng mà nghĩa nó khác lắm luôn đó nha con. Thì impulsive mình vừa là hấp tấp, thiếu suy nghĩ. Impulsive. Và nó bằng với hai cái từ rất là sang chảnh luôn, là impetuous và rash. Hấp tấp, thiếu suy nghĩ. Thì chữ impulsive này đi chung với những danh từ như sau. Chúng ta có impulsive decision, quyết định hấp tấp, thiếu suy nghĩ. Chúng ta có luôn là impulsive
gesture là cái cử chỉ hấp tấp, thiếu suy nghĩ. Và mình có luôn cái impulsive nature là cái bản tính, bản chất hấp tấp, thiếu suy nghĩ. Hôm nay thì thầy quan sát là đa phần đáp án của tụi con đều đúng, chứng tỏ là tụi con đã trở nên ít impulsive hơn rồi. Ok, thì đây là một cái điều đáng mừng ha. Xin chúc mừng chúng ta nha mọi người. Câu 20 thì tụi con hãy bình luận luôn giùm thầy nha tụi con ơi. Some characters in novels actually lived. They weren't of some writer's imagination. Một vài nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết thật ra là nhân vật có thiệt. Thì những cái nhân vật đó không phải là những cái điều tưởng tượng của những cái tác giả đâu. Thì đây là câu kiểm tra cụm cố định con ơi. Thì bật mí cho tụi con những cái nghĩa trước nha tụi con ha. Colors là màu sắc. Figments, điều tưởng tượng. Nuances, sắc thái. Và sketches, bức phác họa. Thì đây là câu kiểm tra cụm, cho nên biết đâu chừng cái nghĩa gốc, nghĩa đen nó chưa chắc đúng đâu mày được. Rồi đáp án là gì, xin mời tụi con comment đi mọi người ha. Chúng ta cần một cái danh từ cộng cho of imagination mà mình dịch là điều tưởng tượng. Và như thầy đã nói rồi, đây là câu kiểm tra cụm mà mọi người chọn câu C đó mày đứa. Nuances of imagination là coi như là mấy đứa sụp 7, câu C không đúng, chọn câu B mày đứa ha. Thì nó sẽ có một vài cái cụm từ mà cái nghĩa của nó y chang như là cái nghĩa gốc luôn tụi con. Thì cái cụm từ là a figment of somebody's imagination, mình dịch là điều chỉ có trong trí tưởng tượng mà được. Rồi đây là một cái cụm từ nhẹ nhàng tình cảm, cái nghĩa của nó thế nào thì cái nghĩa của nguyên cái cụm từ như thế đó. Rồi thì trên màn hình là ví dụ mấy đứa ha. Thì thầy biết là có rất là nhiều bạn rơi vào cái tình huống này do là ế quá luôn, đúng không? Đó thì bạn trai của các bạn đó lại là một cái figment of imagination của các bạn đó mới được. À, người bạn trai của các bạn đó, người bạn gái của các bạn đó là một cái figment of imagination của các bạn đó. Và nếu mà tụi con biết một ai trong tình huống này, hãy tag tên cái người đó vô comment đi mọi người. Hãy tag tên cái người bạn của mình mà đang gặp cái tình huống này. Bạn trai, bạn gái của họ chỉ là figment of imagination của họ thôi. Cái gì tác vô ha. Rồi và thầy xin được nhắc lại lần cuối mọi người, cũng là lần cuối thôi. Đối với những bạn nào mà đang xem livestream này chưa từng học môn anh tạng QH, hãy nhớ chụp màn hình gửi về cho page để mà chúng ta nhận được ưu đãi là 100.000 học phí. Và tụi con nếu mà biết ai là chưa học tạng QH, cũng muốn học tạng QH và thân với mình, hãy gửi cái livestream này đến cho họ như là một cái món quà dành tặng cho họ. Còn đối với tụi con thì tụi con hãy share cái livestream này để mà nhận được 300 câu phát âm dấu nhấn có đáp án chi tiết luôn. Nhưng mà đừng quên chúng ta có cái hashtag cực chất lượng là luyện tiếng Anh 10 điểm cùng NQH nha mọi người ha. Mỗi lần là mình share cái livestream này là mình sẽ tự tin hơn về cái khả năng mình đạt được 10 điểm môn tiếng Anh đó tụi con. Ok ha. Rồi qua nha mọi người, chúng ta có câu số 1. Trở lại câu số 1 mới được. Thì đây là những câu ngắn gọn xúc tích nhưng nó vẫn khó nha con. When a job opening in Hong Kong came up, Ben at the chance of it. Thì khi mà có một cái vị trí trống trong công việc ở Hồng Kông xuất hiện, mấy đứa nhớ luôn giùm thầy động từ come up, mình giờ là xuất hiện. Khi mà có một cái vị trí trống trong công việc ở Hồng Kông xuất hiện là Ben đã vồ lấy cái cơ hội đó. Rồi theo tụi con đáp án nào mà cộng cho cụm từ at the chance of mà mình dịch là vồ lấy cơ hội? Liệu rằng đó là jumped, là grabbed, là rushed hay là arrived? Chọn A, đúng mày được. Và ngoài cái cụm từ jumped at the chance, mình còn có những cái cụm từ ví dụ grab the chance. Mấy đứa nhớ giùm thầy cái hàng grab này nó rất là đặc biệt, nó có thể cộng cho chữ từ at được luôn nha mày được. Grab at the chance hoặc là grab the chance y chang. Rồi một cái hàng nữa mà nó nhìn cũng tương tự như là grabbed. Grabbed. Ok ha. Nắm lấy cơ hội cũng dùng nó được luôn. Hoặc là seize a chance hoặc là take a chance. Thì đây là toàn bộ những cái cụm từ mà mình dịch là nắm lấy cơ hội. Giống như là cái người này mọi người. Thì đối với những bạn nào mà chưa học tiếng Anh tại NQH thì đây là cơ hội mà tụi con nên jump at. Ok ha. Được ha. Số 2 là một câu nhẹ nhàng tình cảm. Mẹ của tôi thì không có đánh giá cao bạn của tôi cho lắm và tôi cũng không biết tại sao. Như vậy không đánh giá cao tức là đánh giá thấp. Thì theo tụi con đánh giá thấp là chúng ta cần dùng cái tính từ nào cộng cho opinion? Short opinion, flat opinion, low opinion hay là small opinion?
Ok, đánh giá thấp là have a low opinion. Thì low ở đây mình dịch là tệ, low ở đây mình dịch là tệ tụi con. Và have a low opinion of là đánh giá thấp. Trái nghĩa là đánh giá cao, thì đánh giá cao nó sẽ là have a high opinion of somebody. Một là tụi con dùng cái cụm từ là have a high opinion of somebody. Hai là tụi con dùng cái cụm từ là speak highly of somebody. Speak highly of somebody. À, đánh giá cao nha con. Đây là cái cụm từ rất là hay dùng trong speaking. Đối với chữ short thì short bình thường mình dịch là lùn nè, là thiếu nè. Nhưng mà ở đây thì muốn nhấn mạnh lại một cái nghĩa của chữ short. Thì short nó còn dịch là thô lỗ, cục xúc nữa tụi con. Thô lỗ, cục xúc. I'm sorry I was short with you earlier. I had all the things on my mind. Tôi xin lỗi vì tôi đã cục xúc thô lỗ với bạn, bởi vì lúc đó tôi bận tâm với nhiều thứ lắm. Kiểu vậy. Được ha. Flat ở câu B thường tụi con dịch là bằng phẳng đúng không? Thì ngoài nghĩa là bằng phẳng nó còn dịch là thẳng thừng đó con. Thì đây là từ quen nghĩa lạ nha mọi người. Thẳng thừng. Nè. Her request was met with a flat refusal. Cái lời kiến nghị của cổ đã bị từ chối thẳng thừng. Flat refusal là một sự từ chối thẳng thừng. Không dịch là một cái sự từ chối bằng phẳng thôi con. Một sự từ chối thẳng thừng. Và chữ small cũng vậy. Thường chữ small mình dịch là nhỏ. Và nếu như mà chúng ta chỉ biết cái chữ small với nghĩa là nhỏ thì sẽ rất là uổng. Ở đây thầy muốn bổ sung cho tụi con một cái nghĩa lạ nữa của chữ small. Thì chữ small mình còn dịch là stupid, weak, ashamed. Khi mà nó đi chung với chữ look, feel là look small, feel small. Look small là cảm thấy rất là ngu, rất là yếu, rất là xấu hổ. Feel small cũng vậy mà được. Chúng ta có câu ví dụ để mà chúng ta dễ hiểu hơn ha. There's no need to make me look small in front of all these people. Không cần phải khiến tôi trở nên là một cái người ngu si đần độn, một cái người yếu kém trước mặt những người này đâu. À, không có cần phải chà đạp tôi, vùi dập tôi để mà khiến tôi trở thành một cái người yếu kém trước mặt những người khác đâu. Thì ý của tác giả là như thế mọi người. Đó. Thì trên đây là những cái từ quen nha con nha. Nhưng mà hôm nay là con sẽ học được những cái nghĩa lạ của nó. Mẹ đỡ nhớ hãy coi cái comment của chị Xuân An để mà chúng ta ghi kịp bài ha. Ok nha. Rồi, số 3, comment luôn đáp án giúp thầy đi mọi người. Thì đây là câu mà nó liên quan đến nghĩa lạ của từ quen. The two boxers looked at each other with hostility. Hai cái người đánh bóc á nhìn nhau với cái sự thù địch thẳng thừng. Chúng ta sẽ cần một cái tính từ mà nó có nghĩa là thẳng thừng, cực gắt mọi người. Như vậy cái tính từ mà nó dịch là thẳng thừng ở đây là open. Open mình không dịch là mở trong trường hợp này mà mình dịch là thẳng thừng. Nó bằng cái chữ frank. Hãy thẳng thừng với tôi đi. Be open with me. Kiểu vậy. Hãy thẳng thừng về vấn đề nào đó là be open about something. Ok ha. Và trên màn hình thể hiện được cái open hostility của hai cái người đấm bóc này, của hai cái găng tay này được. Đó, mọi người thấy cực kỳ open hostility. Broad ở câu A mình dịch là rộng. Và rất là ngạc nhiên khi mà câu A còn dành cho cái danh từ nụ cười nó con. Một cái nụ cười động là nụ cười giống như là thầy đang cười. À đó, thầy đang có một cái broad smile hay là một cái broad grin. Ok ha. Rồi được ha. Rồi đối với câu C ha, wide. Wide là rộng là tụi con biết rồi và sẽ thật uổng nếu mà mình không học luôn cái chữ wide awake. Thì wide awake mình dịch là tỉnh như sáo mọi người. Có rất là nhiều trường hợp á, là lúc mà chúng ta học chúng ta buồn ngủ dữ lắm. Thế rồi đến lúc mà chúng ta định ngủ, trời ơi, chúng ta tỉnh như sáo luôn, chúng ta wide awake luôn hay được. Hay tháng là tụi con cũng gặp những cái trường hợp như thế. Và chữ vast, vast mình dịch là rộng lớn ha. Và chữ vast sẽ đi chung với những cái chữ như là vast majority, mình dịch là đại đa số. Vast number, số lượng lớn. Vast amount, lượng lớn. Vast quantity, lượng lớn. Vast array, một sự đa dạng lớn. À, thì đó là những danh từ của chữ vast. Ok ha. Như vậy số 3 thì nó chọn câu B thôi mới được. Open, thẳng thắn. Ok nha mới được. Số 4 là một câu cũng rất là tinh tế, tế nhị, nhẹ nhàng nhưng mà chết như rạ đó mấy đứa ơi. The politician was lucky to come in for such...
criticism over the affair. Người chính trị gia này may mắn khi mà hứng chịu những cái sự chỉ trích nhẹ nhàng với cái vấn đề đó. Ở đây chúng ta nhớ luôn dùm này cái cụm từ là come in for criticism. Thì come in for criticism mình chỉ là chịu chỉ trích. Như vậy là chỉ trích nhẹ nhàng, đáp án là gì? Phương Bình chốt kèo là câu D. Nguyễn Châu cũng vậy, không biết là những bạn khác. Chúng ta chọn câu nào chúng ta comment với thầy ha con. Thôi, nhẹ nhàng thôi, chọn câu D, đúng rồi. Và đây, một lần nữa chúng ta lại thấy cái sự xuất hiện của chữ mild với một cái nghĩa khá là hay, là nhẹ. Hãy lấy ví dụ như là cái việc mà mình bị ngứa nhẹ đó là mild irritation. Là da mà mình bị ngứa mà nó nhẹ đó là mild irritation. Mild amusement là cái sự giải trí nhẹ nhàng. Các bạn 2K4 đừng quên là trên group hỗ trợ cộng đồng 2K4 chúng ta đang có một cái mini game để mà cung cấp cho tụi con một cái mild amusement. Sẵn tiện tụi con có cơ hội nhận được những phần thưởng rất là hay ha. 200.000, 150.000, 100.000. Nhớ là lên cái group đó coi lại dùm thầy cái mini game đó mới được. Mild disapproval là cái sự không đồng tình nhẹ nhàng, sự bất đồng nhẹ nhàng. Mild surprise, một cái sự ngạc nhiên nhẹ nhàng. Và mild state of shock, một cái trạng thái sốc nhưng mà nhẹ thôi. Ok ha. Rồi, lenient. Thì lenient đó cô A là từ lạ. Và từ này là từ con cần học. Lenient mình là khoan dung hoặc là nhân hậu. Khoan dung hoặc là nhân hậu. Ví dụ như là một cái bản án rất là khoan dung nhân hậu là a lenient sentence. Một cái hình phạt khoan dung nhân hậu là a lenient fine. Ok. Và theo tụi con quan sát, thầy nghĩ là tụi con thấy được á, giáo viên ở NUH khá là lenient nha mọi người. Thầy cô lenient là bởi vì thầy cô thương tụi con quá thôi ha. Thật ra là sẽ có những giây phút thầy cô gắt với tụi con á, nhưng mà những giây phút đó là để mà tốt cho tụi con thôi chứ không gì hết. Soft. Soft ngoài nghĩa là mềm, nó còn dịch là khoan dung nhân hậu y chang cái chữ lenient đó con. Kiểu như là mềm mỏng á mọi người, mềm mỏng á mọi người. Chúng ta có câu ví dụ này dễ hiểu lắm nè mấy đứa. Chính phủ ngày càng trở nên ít mềm mỏng với lại tội phạm mới được. Ok đó. Dường như là chính phủ của chúng ta là trở nên ít mềm mỏng hơn với những cái trường hợp ra đường mà không đeo khẩu trang mọi người. Mình phải gắt với những trường hợp đó để mà chúng ta giảm cái số lượng F0 lại. Marginal. Thì marginal mình gọi là không đáng kể. Và nó sẽ đi chung với những danh từ ví dụ như là cái sự khác biệt không đáng kể con ơi. Marginal difference. Rồi, hoặc là cái sự tiến bộ không đáng kể, marginal improvement. Ổn ha. Rồi, thầy dám cá với mấy đứa là chỉ cần mấy đứa theo dõi chuyên mục livestream này của thầy hàng tuần là cái sự tiến bộ của tụi con á, cái improvement của tụi con nó sẽ lớn lao chứ nó sẽ không có marginal đâu tụi con, nó sẽ lớn lao chứ nó sẽ không có marginal. Ok nha. Rồi, chốt kèo câu 5. Câu 5 là bạn James là bạn chỉ có một cái vai trò nhỏ trong cái chương trình TV show, nhưng mà bạn đó hy vọng á, là cái vai đó nó sẽ dẫn đến những điều tốt đẹp hơn. Đáp án là gì? Chúng ta cần một cái danh từ mà mình dịch là vị trí vai trò. Ok, thì vị trí vai trò đúng như là bạn Mỹ Linh có comment là spot, chính xác. Thằng này nó bằng với chữ slot, mình dịch là vị trí vai trò. Hoặc là một cái phần trong một cái chương trình này được. Và như vậy là nó có một cái mục nhỏ trong cái TV show này, nhưng mà hy vọng cái mục nhỏ này nó sẽ dẫn đến những điều tốt đẹp hơn. Ok ha. Site. Site là địa điểm. Từ này nó cũng không gì để nói. Short. Thì short là một danh từ có nhiều nghĩa. Và cái nghĩa mà thầy muốn tụi con nhớ trong cái tập này là nỗ lực, là lần thử làm điều gì đó. Nhớ nha, chữ short nó có nghĩa là nỗ lực và cái lần thử đó mới được. Ví dụ như là hãy thử đi, hãy thử đi là give it a shot, give it a shot. Hoặc là have a shot at something là thử với cái gì đó. Have a shot at something là thử với cái gì đó mới được. Ok ha. Đối với chữ seat thì cũng chả có gì để nói con. Seat mình vậy là chủ ngồi. Vậy là chúng ta chốt kèo là chọn câu A, spot. Mấy đứa yên tâm là những cái vua từ vựng tập tiếp theo là mình gặp lại chữ spot nhiều lắm mấy đứa. Chữ spot là một từ rất là hay, nó đa nghĩa ha, ngắn gọn xúc tích ha con ha. Rồi, câu 6 là câu cực gắt luôn mọi người. There was much controversy about the new education. Có rất là nhiều sự tranh cãi về cái dự luật
giáo dục mới, chúng ta cần một cái từ mà mình dịch là dự luật hoặc là cái luật đó con. Rồi đáp án là gì? Comment giúp dùm thầy mới được. Ok, đáp án là invoice hay là receipt hay là bill là hay là note. Đáp án là câu B, bill là dự luật con ơi. Lúc này nó sẽ không có dịch là hóa đơn đâu tụi con, nó dịch là dự luật ha. Và thông qua một cái dự luật, ban hành một cái dự luật là pass a bill là ok nha con. Từ quen nghĩa lạ nha mọi người. Rồi đó, note thì note là tờ lời ghi chú hoặc là cái tờ ghi chú nào cũng được. Invoice, invoice ở câu C mình dịch là hóa đơn, nó bằng cái chữ bill mới nghĩa là hóa đơn. Và mấy đứa lưu ý là cái chữ này mình đọc là invoice, mình không có đọc là invoice mọi người, ổn ha. Receipt thì receipt là biên nhận biên lai rồi con ơi. Và lưu ý là cái chữ receipt là mình nhấn âm 2 và nó không được đọc cái chữ bờ mấy đứa, cái âm của cái chữ bờ này nó bị câm, mấy đứa đọc luôn là receipt, cái lưỡi mấy đứa dẹt ra, dẹp ra mấy đứa. Receipt, receipt, không có được bụm môi nha mọi người, không được bụm môi nha mọi người. Receipt, receipt, đó, bờ nó bị câm nha con. Biên nhận biên lai rồi con nhớ nha con ha. Receipt. Ok, từ quen nghĩa lạ đó mấy đứa. Số 7 luôn. Số 7 là một cái câu hơi căng đó con ha. The president won the election by a very majority thanks to the hard work of his campaign team. Thì ông tổng thống đã giành chiến thắng trong cái cuộc bầu cử với một cái đa số phiếu bầu rất là sát sao nhờ vào nỗ lực của cái đội truyền thông, của cái đội chiến dịch của ổng. Thì ở đây mình có cái chữ majority, và trong trường hợp này majority mình sẽ không được dịch là đa số, mà mình dịch là đa số phiếu bầu, đa số phiếu bầu. Như vậy con cần một cái tính từ mà mình dịch là sát sao con ơi. Thì đa số phiếu bầu sát sao, sát nút luôn là narrow, chọn C. Quá giỏi luôn Hậu ơi, quá giỏi luôn Nghi ơi, và quá giỏi luôn Châu với lại Linh ơi. Quang Huy cũng vậy ha. Thằng này mình không dịch là hẹp đâu con, thằng này mình dịch là vừa sát nút một xíu mới đó. Và cái tính từ narrow này thì nó sẽ đi chung với những danh từ ví dụ như là narrow escape. Thì narrow escape mình dịch là thoát chết trong gang tấc. À, thoát chết trong gang tấc. Và có những cái narrow victory mọi người, có những cái chiến thắng trong gang tấc, ví dụ như là chỉ xê xích nhau một vài giây thôi, nhất là trong môn điền kinh đó tụi con. Có những cái narrow victory, cả hai vận động viên là chạy hơn thua nhau có 0.01 giây gì đó. Kiểu vậy mọi người. Rồi, ở đây thì thầy cũng muốn nhấn mạnh câu A ha. Close thường á mấy đứa dịch là gần đúng không con. Close nó còn dịch là gần như ngang tài ngang sức à, ngoài nghĩa là gần về khoảng cách thì nó còn dịch là gần như ngang tài ngang sức. Hãy lấy ví dụ là close match là một cái trận đấu rất là ngang tài ngang sức ha. Close contest một cái cuộc thi rất là ngang tài ngang sức mấy đứa, contest. Hoặc là close election một cái cuộc bầu cử ngang tài ngang sức, kết quả nó mém nữa là bằng nhau. Near, near thì không gì để nói, near là gần rồi. Và limited nó bằng với một cái từ sang chảnh hơn là restricted, mình gọi là bị giới hạn. Limited, restricted, bị giới hạn. Rồi tới luôn nha mọi người, đừng lo có chị An sẽ comment cho tụi con ha. Bạn Minh Thư tưởng rằng câu A ha. Thì ở trên màn hình thầy cũng liệt kê cho bên thư những cái danh từ thường đi kèm với lại cái câu A đó con. Close match, close contest, close election. Ok ha. Rồi đó, còn narrow là vừa sát nút vào một xíu. Và narrow nó cũng có những cái danh từ riêng biệt đi chung với nó là chiến thắng, sát nút, sự tẩu thoát sát nút, hoặc là đa số phiếu bầu sát nút. Ok ha con ơi. Thường narrow nó đi chung với lại cái kết quả đó. Thường narrow nó đi chung với lại cái kết quả chiến thắng nè, tẩu thoát nè, thì đó là những cái kết quả. Còn match, contest, election nó phải là cái kết quả. Match, contest, election là danh từ trung lập, nó phải là kết quả. Còn escape, victory là kết quả đó con. Rồi số 8 lại là một câu liên quan đến luật. Như vậy là một cái dự luật, luật gì đó đã được ban hành bởi chính phủ. Hồi nãy là mình có chữ bill rồi, thì không biết là ngoài chữ bill ra tụi con còn có chữ nào mình dịch là luật hay không. Rồi comment đáp án cho thầy đi mới được. Act, move, enactment hay là regulation, đứa nào là đứa được pass? Ok con luôn, đứa mà đứa được pass á là act, giỏi. Pass an act là ban hành một điều luật,
ban hành một điều luật mọi người. Move. Move ở dạng danh từ mình có hay dịch là nước đi ha. Dù như là một cái nước đi trong cái sự nghiệp là career move. Một cái nước đi rất là tốt trong sự nghiệp, career move. Enactment là đáp án 7 thôi con. Thì enactment là gì, là sự thông qua, sự ban hành. Nói chung là nó nhắm vô cái hành động. Nó nhắm vô cái hành động chứ không phải là nhắm vô cái vật. Enactment, sự thông qua, sự ban hành. Và regulation thì regulation nó chưa đủ mạnh để mà nó đi chung với chữ pass. Regulation mình gọi là quy định ha. Ở đây là chính phủ nè, ở đây là ban hành nè. Như vậy chúng ta cần một cái mạnh hơn là act. Điều luật được ban hành bởi chính phủ để mà bảo vệ động vật hoang dã. Ok. Rồi, còn hai câu nữa mình tới bến giúp thầy luôn mấy đứa. Số 9 là những đứa trẻ này nó ngủ ngon trước khi mà chúng tôi về đến nhà. Ngủ say ơi là say luôn. Rồi, quick asleep, pace asleep, fine asleep hay là fast asleep. Rồi, mời mấy nhỏ chọn. Sau khi là mấy nhỏ xong câu số 10 thì lúc đó mấy nhỏ được ngủ ngon. Ok, ngủ ngon là gì ta? Fast asleep. Rồi, đúng rồi Linh ơi, đúng rồi Châu ơi. Và ngoài fast asleep, chúng ta còn có deeply asleep, heavily asleep hoặc là sound asleep, ngủ say, ngủ ngon. Và trên màn hình là một chú cuốn ngủ rất là ngon, một cái chú cuốn cực kỳ sound asleep. Dậy thôi, dậy đi về nào, tối rồi. Đi mà ngủ ghê trời. Thôi đi. Dậy thôi. Nói chung là mua nuôi chó này đáng đồng tiền bát gạo luôn được mọi người. Thôi đi. Quá đáng đồng tiền bát gạo luôn mấy đứa nè. Thấy không kìa. Một chú chó khá là đáng đồng tiền bát gạo mọi người ha. Rồi, câu số 10 xong là chúng ta sẽ sound asleep giống như chú chó hồi nãy mấy đứa. Thì cô này là cổ nhăn mặt khi mà cổ nuốt cái viên thuốc rất là đắng, rất là khó chịu. Như vậy nhăn mặt là make a front, a side, a look hay là a face thôi con. Rồi nhăn mặt để mà bày tỏ sự khó chịu, để mà bày tỏ sự không thích, hoặc là để mà trêu ghẹo đó con. Rồi chốt đơn nha con ha. Thì nhăn mặt là make a face. Giỏi. Và nếu mà không có dùng động từ make, dùng luôn cho thầy động từ pull. Pull a face, nhăn mặt để mà bày tỏ sự khó chịu, để mà làm xấu, để mà chọc cười mọi người. Dù giống như là trên màn hình đó, đó là cái biểu cảm của thầy ha. Khi mà thầy uống thuốc đắng vô, nó cũng giống như là cái ngữ cảnh câu số 10 này đó ơi. Ok nha tụi con ha. Không biết là tụi con có make a face khi mà tụi con làm đến những cái câu khó không mấy đứa, đặc biệt là trong cái chuyên mục vui từ phần của thầy. Thì chúng ta sẽ gặp thêm nhiều những cái câu khó nữa trong cái tập số 9 nha mấy đứa ha. Rồi nhắc lại lần cuối, những cái bạn nào mà chưa bao giờ học tiếng Anh ở NQH thì đây là cái cơ hội cuối cùng để mà tụi con được giảm giá 100.000 học phí khi mà tụi con chụp màn hình, inbox cho Bay và thanh toán trong vòng 24 tiếng đồng hồ tụi con ha. Rồi và bạn nào chưa share nhớ share nha mọi người, để mà mình nhận được 300 câu phát âm giống nhấn đồ các kiểu, ôn thi giữa kỳ cho nó tốt nha mấy đứa. Và nhớ cái hashtag của chúng ta là luyện tiếng Anh 10 điểm cùng NQH. Thì cái hashtag này cũng chính là cái thông điệp mà từ thầy muốn gửi đến tụi con. Hãy nỗ lực, phấn đấu, hãy chăm chỉ, hãy tích cực. Và rồi 10 điểm, 9 điểm sẽ đến với tụi con. Thì đây là kết thúc của Vua Từ Vựng tập 8. Thì rất là cảm ơn gần 70 bạn đã xem cái livestream này từ đầu đến cuối. Đó, thì chúng ta chỉ sửa 20 câu từ đây đến cuối năm thôi mấy đứa ha. Để mà mấy đứa nhẹ nhàng, mấy đứa nghỉ ngơi sớm, mấy đứa tiết kiệm được thời gian năng lượng. Rồi, thì hãy cảm ơn tụi con và chúc tụi con nghỉ ngơi. Mình hãy comment cho nhau những lời tích cực. Hãy chúc nhau những lời tích cực đi mọi người. Bạn nào comment thì thầy sẽ comment lại nha thầy đúng ha. Rồi, cảm ơn tụi con rất là nhiều nha mọi người nha. Đó, chúc tụi con ngủ ngon ha. Có gì thì mình cứ comment cho nhau những lời tích cực, những cái lời chúc thì mới được. Rồi, thầy xin được cảm ơn và xin được bye bye bạn Lê Vũ Hà My. Rồi, thầy xin được cảm ơn và chào tạm biệt bạn Tấn Lâm. Rồi, bye bye bạn Đôn Nghi nha con nha. Rồi, những bạn nào mà muốn thầy chúc ngủ ngon thì mình cứ comment nha. Rồi, thầy rất là cảm ơn bạn Hậu Nguyễn. Đúng là một cái buổi livestream tuyệt vời con, đặc biệt là khi mà có sự hiện diện của con và những người bạn khác. Rồi, chúc con ngủ ngon nha Hậu. Xin được cảm ơn bạn Nguyễn Trần Minh Thư. Bye bye con và chúc con ngủ ngon. Rồi, bye bye bạn Lành nha, bạn Lành 2K6 nha. Hy vọng là thầy được thấy bạn Lành trong những cái livestream tiếp theo nha con ha. Nó có thể là khó với con trong giai đoạn đầu á, nhưng mà dần dần con sẽ quen. Và đến lúc mà con lên lớp 12 là đảm bảo con chìm khói luôn.
Rồi, tạm biệt bạn Ngọc Sang nha, chúc Ngọc Sang ngủ ngon nha. Rồi, bye bye Mỹ Linh nha, chúc Mỹ Linh ngủ ngon nha, ma 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 nha. Rồi, xin bye bye bạn Châu nha con nha. À, cảm ơn lời chúc rất là ý nghĩa, thì thầy sẽ gửi cái lời chúc này đến với lại cô Châm luôn. Rồi, chúc Châu là nhớ đến Lee Minh Ho và chồng husband, official husband này nọ của Châu nha Châu ha. Rồi, bye bye Tuấn nha, Tuấn nha. Rồi, chúc Tuấn ngủ ngon ha. Rồi, xin được bye bye Trần Lương nè, bye bye Linh Trần nè. Rồi, chúc Lucy Bùi ngủ ngon. Rồi, chúc Linh Trần ngủ ngon, chúc Trần Lương ngủ ngon. Rồi, bye bye và xin được chúc Thùy Dương ngủ ngon nha con. Rồi, bye bye Thảo My, chúc Thảo My ngủ ngon ha. Rồi, bye bye bạn Đức Trần Hữu, chúc bạn Đức Trần Hữu ngủ ngon. Rồi, bye bye và chúc ngủ ngon bạn Đôn Nghi nghe. Rồi, Nhi Trần, bye bye và chúc con ngủ ngon nha. Rồi, những cái bạn nào mà muốn được thì chúc ngủ ngon là mình cứ comment nha tụi con ha.